Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học vừa phát hiện một thiên thể bí ẩn, khổng lồ nhấp nháy gần trung tâm hệ ngân hà của chúng ta. Tại vị trí cách trái đất 25.000 năm ánh sáng, các nhà thiên văn học đã tìm thấy một ngôi sao kỳ lạ, khi nó gần như bị che lấp trong vài tháng trước khi xuất hiện trở lại. Các nhà thiên văn học tin rằng ngôi sao được đặt tên là VVV-WIT08 có thể thuộc một lớp sao đôi mới, mà trong đó ngôi sao kích thước khổng lồ, lớn gấp 100 lần mặt trời, bị che khuất vài thập kỷ một lần bởi một thiên thể đồng hành bí ẩn. Những ngôi sao với những dấu hiệu mờ đi kỳ dị là một niềm đam mê bất tận đối với các nhà khoa học. Mặc dù không gian vũ trụ chủ yếu trống rỗng, nhưng có lý do rằng một số rất nhiều ngôi sao ngoài kia sẽ sắp xếp theo cách mà các ngôi sao bị mờ đi khi nhìn từ trái đất. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng biết được thứ làm mờ các ngôi sao là gì. Liệu nó có phải là một hành tinh khổng lồ, các đám bụi không gian hay các mảnh vỡ từ một vụ nổ thiên thể? Trường hợp của VVV-WIT08 là một sự khác thường. Mặc dù các ngôi sao tương tự khác đã thể hiện độ mờ trong ánh sáng, nhưng không ngôi sao nào mờ nhiều như nó. Các nhà thiên văn học cho rằng, một ngôi sao hoặc hành tinh đồng hành khác được bao quanh bởi một đĩa bụi dày, mờ đục đã bao phủ hoàn toàn VVV-WIT08 khi nó đi qua trước tầm nhìn của chúng ta. Nhà thiên văn học Sergei Kovalchuk từ Đại học Edinburgh ở Scotland cho biết: "Thật ngạc nhiên khi chúng tôi vừa quan sát thấy một vật thể tối, lớn và dài đi qua giữa chúng ta và ngôi sao xa xôi này, và chúng tôi chỉ có thể suy đoán nguồn gốc của nó là gì." Mô hình thiên thể đồng hành với một đĩa bụi khổng lồ không phải là không có tiền lệ. Một ví dụ nổi tiếng được nhiều người biết đến là ngôi sao khổng lồ Epsilon Aurigae bị che lấp 27 năm một lần bởi thiên thể đồng hành bao bọc bằng đĩa bụi làm mờ ngôi sao khoảng 50% trong vòng tối đa 730 ngày. Hiện tượng kỳ lạ ấy trở thành chủ đề gây tranh cãi trong suốt gần 2 thế kỷ qua. Một số người cho rằng thủ phạm là hiện tượng thiên thực, nghĩa là một thiên thể nào đó di chuyển vào giữa Epsilon Aurigae và trái đất theo chu kỳ 27,1 năm, khiến người trên trái đất thấy độ sáng của sao giảm. Thiên thể chắn Epsilon Aurigae có thể là hành tinh, đám mây bụi khí, ngôi sao hoặc thậm chí tinh vân. Một giả thuyết nữa cũng được chú ý là một hố đen đã nuốt ánh sáng của sao. Cho đến khi một nhà thiên văn của Đại học Denver, Mỹ, cùng một số đồng nghiệp đã chụp ảnh sao Epsilon Aurigae bằng bốn kính thiên văn lớn của Đại học Georgia. Sau đó ánh sáng hồng ngoại của nó được khuếch đại bằng phương pháp giao thoa để tạo nên hình ảnh độ nét cao. Những bức ảnh cho thấy thủ phạm khiến độ sáng của sao Epsilon Aurigae giảm là một đĩa bụi khí dày và tối. Khi di chuyển vào giữa Epsilon Aurigae và trái đất, đĩa bụi khí này chặn một phần ánh sáng của sao khiến độ sáng của nó giảm. Những đám mây bụi khí là vật liệu cơ bản của vũ trụ, chúng tạo nên các hành tinh, ngôi sao và cả thiên hà. Tiếp đó là hệ thống TIC25056721, một ngôi sao khổng lồ đỏ và thiên thể đồng hành đầy bụi. Thiên thể bí ẩn di chuyển trên quỹ đạo 69 năm, làm lu mờ ngôi sao trong khoảng thời gian 3,5 năm. VVV-WIT08 được Vista Variables tìm thấy trong cuộc khảo sát Galaxy, một dự án sử dụng kính thiên văn Vista do Anh chế tạo ở Chile và được vận hành bởi Đài Thiên văn phía Nam châu Âu. Cuộc khảo sát đã xem xét 1 tỷ ngôi sao trong gần một thập kỷ để tìm kiếm các ví dụ có độ sáng khác nhau trong phần hồng ngoại của quang phổ. Ngoài ra, phát hiện về sự phát sáng đặc biệt của ngôi sao không phải là một quan sát lỗi. Thí nghiệm thấu kính hấp dẫn quang học sử dụng kính viễn vọng WASO ở Chile cũng nhìn thấy sự mờ đi của nó. Dữ liệu cho thấy sự kiện mờ đi kéo dài khoảng 200 ngày với đường cong ánh sáng gần như đối xứng, làm giảm ánh sáng của ngôi sao tới 97%. Mật độ của các thiên thể cần thiết trong vùng không gian đó để có sự liên kết ngẫu nhiên của hai thiên thể cao hơn nhiều so với mật độ quan sát được. Vì vậy nhóm nghiên cứu tin rằng hai vật thể này bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn. Theo mô hình toán học, chu kỳ quỹ đạo của thiên thể quay quanh ngôi sao vẫn chưa được xác định, nhưng nó phải kéo dài ít nhất vài thập kỷ. Nhà thiên văn học Leigh Smith của Đại học Cambridge cho biết, chắc chắn còn nhiều điều hơn nữa cần được tìm thấy, nhưng thách thức bây giờ là tìm ra những thiên thể đồng hành ẩn là gì và làm thế nào chúng được bao quanh bởi các đĩa bụi, mặc dù quay quanh rất xa ngôi sao khổng lồ.
Khi tìm ra được nó là gì, chúng ta có thể học được điều gì đó mới về cách các loại hệ thống này phát triển. Phát hiện các tia sáng có năng lượng lớn chưa từng thấy, đến từ trung tâm hệ ngân hà của chúng ta. Các nhà thiên văn đã phát hiện các tia gamma có năng lượng cao chưa từng thấy, đi ra từ gần trung tâm của hệ ngân hà. Hàng trăm tín hiệu tia gamma đã được phát hiện với năng lượng cực cao. Trong đó, những tín hiệu mạnh nhất vượt qua ngưỡng peta electron volt, cao hơn nhiều so với mức chúng ta có thể tưởng tượng trước đây. Tia gamma là loại bức xạ có năng lượng cao nhất trong các loại sóng điện tử, được giải phóng trong các sự kiện cực đoan như siêu tân tinh, sự hủy diệt vật chất phản vật chất và hoạt động của các thiên thể như sao sung. Chúng thường được phát hiện với các năng lượng trong giải giga electron volt, nhưng chúng đôi khi cũng đạt đến ngưỡng tera electron volt, tức bằng 1000 giga electron volt. Vào năm 2019, tinh vân Con Cua đã trở thành nơi phát các tia gamma năng lượng lớn nhất từng được phát hiện, với năng lượng 100 tera electron volt. Năng lượng này được coi là khá gần với giới hạn trên đối với mức mà các nguồn phát năng lượng có thể đạt đến được trong giải ngân hà của chúng ta. Nhưng giờ đây, mức trần đó đã hoàn toàn bị phá vỡ. Các nhà thiên văn tại đài quan sát chùm tia không trung cao độ lớn ở Trung Quốc hiện đã phát hiện ra tia gamma có năng lượng cao hơn 1 peta electron volt hay 1000 tera electron volt, tức là cao hơn 10 lần so với mức tối đa trước đây đo được trong thiên hà của chúng ta. Nhóm nghiên cứu đã xác định được 530 photon năng lượng cực cao từ 12 nguồn với năng lượng lên tới khoảng 1 peta electron volt. Đáng kinh ngạc, tia gamma có năng lượng lên tới 1,4 peta electron volt. Năng lượng này khiến nó trở thành photon có năng lượng cao nhất từng được quan sát thấy. Nhóm nghiên cứu đã có thể theo dõi bức xạ kỷ lục này tới một vùng hình thành sao đang hoạt động trong chòm sao Thiên Nga. Nhóm nghiên cứu gọi những máy gia tốc hạt vũ trụ mạnh mẽ tạo ra các tia gamma này là pevatron, mặc dù vẫn chưa biết chính xác bằng cách nào mà các photon có thể được gia tốc đến mức năng lượng cao như vậy. Nguồn chính xác của chúng cũng chưa được xác định, nhưng các nhà thiên văn nói rằng chúng dường như có liên quan đến sự hình thành sao, tinh vân hoặc tàn dư siêu tân tinh. Những quan sát sâu hơn về những loại thiên thể này có thể cho phép các nhà khoa học hiểu rõ hơn về nguồn gốc của các tia vũ trụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!